Xin chào các bạn, tôi là ông Thành Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm về ong mật ong giải trí và vật tư nuôi ong. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một thử nghiệm nhỏ trên mật ong, đó là đánh tơi mật ong xem kết quả như thế nào. Trông như sữa phải không nào, rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta tiến hành thôi nào. Chúng ta cho mật ong nguyên chất vào, sau đó tiến hành đánh bằng bất cứ thứ gì miễn có thể thực hiện được. Ở đây tôi dùng máy xay sinh tố. Các bạn đánh đều từ 5 đến 10 phút thì mật ong bắt đầu ngả màu trắng hoàn toàn. Và đây, trong lúc xay thì tôi chuẩn bị thêm mấy quả chanh. Để không lãng phí, sau khi thực hiện xong chúng ta có thể ngâm chanh để dùng. Sắp đến mùa lạnh rồi, chanh ngâm mật ong là món ngon và là vị thuốc hữu hiệu của bệnh viêm họng, viêm đường hô hấp. Bây giờ tôi sẽ xếp nó vào đầy trong hũ này, trông nó rất ngon và hấp dẫn. Và đây là thành quả sau một hồi làm việc.
Các bạn thấy không nào, mật ong đánh tơi nó màu trắng như sữa, còn mật ong bình thường nguyên chất lại có màu mật ong khác nhau. Bây giờ chúng ta cho thêm vào hủ để mật ong có thể lút các quả chanh để lên men. Thật tuyệt vời, nếu chúng ta để nó vào tủ, trong 3 tháng nữa là có thể dùng. Video đến đây đã kết thúc, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ cũng như không bỏ lỡ những video tiếp theo.